nhớ ăn bánh bèo chén nha. Nào giờ mình chưa biết ăn, ăn thử coi nó ngon cỡ nào. Mời các bạn với bạn cùng ăn ở Đào Lạt để đây rồi. Bánh bèo chén, thử ăn thử coi nó làm sao. Nào giờ chưa biết ăn. Bánh bèo chén nha. Giờ chưa biết ăn, mình ăn thử cho biết. Em qua đây nè, order qua 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 dạo đây. À qua đây order nè, em ơi em qua order. Chào chú, chào chú nha, kéo trắng anh nấu trắng rồi tới chú nha. Tôm thịt. Em kêu 20 thịt đúng không? Em muốn nấu gì không? Có hơi nước mía, tôm má, nước ngọt. Giờ của em 70 ngàn nha. Dung ơi, Dung con order đi. Tém thì vô sắp tâm. Con order đi. Dung một cái xíu. 70 ngàn, 668. Rồi. Rồi bây giờ mời các bạn ăn bánh gì quên rồi. Bánh bèo. Bánh bánh gì bánh bèo, bánh bèo. À bánh bèo chén nha. Đó mình đầu giờ chưa biết ăn nha. Cái món này là món Huế hay là gì đó. Món Huế hay gì đó. Ăn đi rồi ăn thứ dĩa dĩa rồi cái nào ngon thì kêu thêm. Cái kêu combo gì đó à. Coi lấy ra rồi ăn với rau hay gì đó. À. Nước mắm thì coi ta cách thức là sao? Em ơi, anh không biết ăn cái này, em chỉ anh ăn giùm được không? Món này là món gì? Món Huế hả? À? Huế hay Đà Nẵng? Như tôi nhớ, như món này Đà Nẵng. Ăn sao trời? Ăn sao chị? Em nào giờ chưa biết ăn cái này? Nước mắm sao? Gáo ở đây chín mắm vô ăn. À, gáo đổ nước mắm vô ăn. À, rồi rồi, cảm ơn. À, mình nhà quê nghe không biết ăn món này mặn. Rồi con muốn ăn cái gì ăn đi. Chén mắm vô đây. Chén mắm vô, rồi bỏ gáo giá vô. Con không ăn gáo giá à, còn múc chén ăn. Bánh bèo chén nha. À, uống rau má nè, nước mía của mình đó phải không? Nước mía của mình phải không? Rồi với con uống cái gì quên rồi. Không phải đâu, Pepsi mà. Lấy hai hả?